Chiều ngày 13 tháng 5, một ngày sau sự việc ông Nguyễn Văn Điều, trưởng ban nội chính tỉnh ủy tỉnh Thái Bình, nghi gây tai nạn làm ba người thương vong nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường được báo chí đề cập, phóng viên VTC News tìm về hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này. Hiện trường vụ việc nằm trên đường Trần Thủ Độ ở gần chợ tạm đối diện cây xăng Phiên Học thuộc phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Câu chuyện về vụ tai nạn diễn ra trong tích tắc, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường để lại phía sau ba người thương vong vẫn khiến không ít người bàng hoàng. Anh T, một người bán hàng tại chợ tạm cho hay, khoảng 18h30 ngày 8 tháng 5, khi anh đang bán hàng thì nghe thấy tiếng một người kêu to. Anh ngẩng lên thấy ô tô tông vào xe đạp của một phụ nữ đi ngược chiều, hất văng xe đạp vào vệ đường. Xe đạp tiếp tục va đập với xe máy đang đứng bên lề khiến người đi xe máy bị thương ở chân. Cũng theo anh T, ngay sau đó, tài xế lái ô tô gây tai nạn rồ ga, tông vào một xe máy khác, làm người ngồi trên xe máy cũng bị hất xuống đường và gãy chân. Ô tô kéo dê xe máy một đoạn đường dài về phía khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình. Lửa tóe dưới gầm xe. Theo quan sát của tôi, ô tô lúc đó đi tốc độ ít nhất 50 km/h. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp nhìn thấy người trong xe, anh Tê nói. Ban nờ, một người bán hàng ở chợ này cũng cho hay, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực xung quanh đó vắng người, chợ cũng dần tan. Theo ban nờ, vụ tai nạn xảy ra, cả xe đạp và người đi xe đạp đều bị hất văng ngay vào khu vực biển báo phía trước là trạm xăng dầu. Xe đạp ngay sau đó văng vào một xe máy dựng ở bên lề đường, làm người ngồi trên xe bị thương. Sau khi ô tô tiếp tục gây ra tai nạn với một xe máy khác, bà Nờ thấy có một vật gì đó trong gầm xe và lái xe để như thế rồi chạy khỏi hiện trường, lửa tới trên đường. Chúng tôi xúm lại xem người bị nạn có bị sao không, nhưng bà ấy nằm một chỗ. Chúng tôi không dám nâng bà ấy dậy mà gọi công an phối hợp để đưa người bị nạn đi cấp cứu. Giá như người gây tai nạn dừng lại trông nom xem người bị tai nạn ra sao thì cũng sẽ được người dân tôn trọng vì tai nạn là điều không ai mong muốn. Bà Nờ chia sẻ. Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết. Người đi xe đạp là bà PTN, sinh năm 1957, trú tại phường Tiền Phong. Bà N được đưa đi cấp cứu nhưng không có khỏi. Chứng kiến sự việc này, nhiều người dân vô cùng bất bình và đuổi theo tới khu công nghiệp Phúc Khánh thì chiếc xe gây tai nạn bị chặn lại. Một người dân có mặt tại thời điểm chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 29A 99583 bị chặn lại thông tin với báo VTC News. Khoảng 18 giờ 40 ngày 8 tháng 5, hai thanh niên đi xe SH từ khu vực cây xăng phiền học tới đây hô hoán và nhờ bảo vệ khu công nghiệp Phúc Khánh nóng cổng cùng đóng hết đường, chiếc xe buộc phải dừng lại. Tài xế chỉ xuống xe khi có lực lượng công an cơ động tới đây. Qua tìm hiểu, người dân được biết đây là chiếc xe vừa gây tai nạn ở gần cây xăng Phin Học. Khi cảnh sát cơ động tới, tôi thấy người đàn ông trên xe đi xuống bắt tay cơ động và được dẫn đi, không được đo nồng độ cồn. Người này rất điềm đạm, bình tĩnh. Thời điểm đó, trên xe gây tai nạn chỉ có một người. Trước đầu xe có thể ghi xe ra vào tình ủy, nhưng sau đó thể này biến mất lúc nào thì chúng tôi cũng không biết. Một người dân ở đây thông tin khi chiếc xe gây tai nạn được đưa khỏi khu vực này, bảo vệ khu công nghiệp mở cổng để công nhân đi. Trưa ngày 13 tháng 5, trả lời phóng viên VTC News, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình xác nhận, ông Nguyễn Văn Điều, trưởng ban nội chính Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình là người liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên. Ông Nguyễn Văn Điều mới về nhận nhiệm vụ làm trưởng ban nội chính Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình từ khoảng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Văn Điều từng làm giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, sau đó chuyển về làm Bí thư huyện ủy huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hiện ông Điều bị tạm đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong vào ngày 8 tháng 5. Sáng ngày 13 tháng 5, trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, cách đây ít ngày, tại địa phương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 5, trên đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, một chiếc ô tô va chạm với xe đạp của bà PTN, 63 tuổi, trú tại phường Tiền Phong. Sau đó, xe đạp tiếp tục va chạm với xe máy khác, ngay sau vụ va chạm, bà N được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây tai nạn, ô tô tiếp tục đâm vào một xe máy khác khiến tài xế bị thương. Lái xe ô tô sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi xe chạy tới một khu công nghiệp ở thành phố Thái Bình thì bị bảo vệ đóng cửa chặn lại, sau đó tài xế rời đi cùng công an. Theo thông tin phóng viên nhận được, trên chiếc xe gây tai nạn có tấm biển ghi Văn phòng tỉnh ủy Thái Bình, giấy ra vào cơ quan 29A99583. Lái xe gây tai nạn là cán bộ ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình liên quan tới nghi vấn người gây tai nạn là cán bộ ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình. Sáng 13 tháng 5, trả lời phóng viên VTC News, đại diện công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc đang được công an thành phố Thái Bình điều tra làm rõ. Chúng tôi đang đợi kết quả giám định pháp y và sẽ có thông tin tới báo chí sau, vị đại diện này cho biết. Ông Khiếu Ngọc Sáng, Tránh văn phòng tỉnh ủy Thái Bình cho hay, tỉnh ủy Thái Bình đã nhận được thông tin vụ việc và đang cho xác minh làm rõ và sẽ thông tin lại sau. Trả lời báo chí, một lãnh đạo tỉnh thái bình xác nhận người gây tai nạn thuộc ban nội chính tỉnh ủy thái bình người này đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra